sao mà hắn mạnh quá vậy? Sức mạnh của hắn vừa vượt qua cả mình và cả Thiêu luôn rồi. Chịu thua đi lại nha, ta sẽ ăn thịt tụi bay. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Tạm biệt sao đâu? Chưa xong đâu. Thôi nước ông đâu quay trở lại rồi sao? Đúng rồi, nhanh đi mọi người, tôi đã có cái máy tìm được ra những cái viên ngọc và bây giờ chúng ta hãy chạy nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi mọi người. Teo ơi, sao okay, rồi? Đi theo tôi nào. Nè. Ôi, nhưng mà bây giờ tìm sao nít ở đâu đây mọi người? Tôi biết đó, nhưng mà chúng ta cần phải tìm một cái phương tiện nhanh hơn nữa. Phương tiện nhanh hơn hả? Để tôi suy nghĩ coi ở đây có cái phương tiện nào không? À, tôi nhớ rồi. Đây nè mọi người, đây chính là cái trạm tàu di chuyển rất là nhanh luôn á, nên mọi người khỏi cần phải lo. Ủa, vậy nó hay đưa chúng ta đến đây băng tuyết không? Băng tuyết hả? À? Tôi nghĩ là có một cái trạm có thể tới cái chỗ khu băng tuyết á. Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên, nếu không còn xin Sonic nó lại đi tới đây và tiêu diệt bọn mình một lần nữa đó. Nhanh lên nào. Được rồi, vậy thì cậu theo với lại Shadow lên cái tàu này nè. Còn tôi sẽ mua vũ khí cái này các bạn ơi. Đây là này, có cái ông mua vũ khí cho mình nè các bạn ơi. Đây là chúng ta có bơm choáng nè các bạn, rồi mấy cái súng nè, súng lục nè, rồi nè, rồi mấy cái bơm nè các bạn đó. Được rồi, tôi nghĩ đây đủ rồi đó. Mọi người đã sẵn sàng có đầy đủ hết chưa? Sẵn sàng rồi. Đóng đó, đóng cái này lại nè. Thôi được rồi. Được rồi, đoàn tàu đã bắt đầu khởi hành rồi mọi người ơi. Mọi người bây giờ hãy nhìn cho cẩn thận nha. Mấy con Sisonic tới là xử lý. Ê, nó tới nha mọi người. Dùng đi, ông bè này, mấy cái tàu này, mấy cái tàu này, mấy cái tàu. Được rồi, mày nè. Ồ, nó bị tiêu diệt rồi. Ê, nó lại ra đây nữa kìa. Ui, đây là những cái con gì vậy? Ê, đừng nói màu đỏ tới này là nó. Ủa, nó sợ quá vậy. Tránh ra, tránh ra, ai cho mày đập cái nhau tao. Mày mấy con sâu này. Đúng là mấy con tôm tép, người ta xử tụi bay cái nào. Trời ơi, có súng cái là ngầu liền các bạn ơi, không hiểu luôn mấy ông Shadow này. Ôi, nhưng mà tụi nó quá trời luôn kìa các bạn ơi. Mấy con sâu nó đang bò tới kìa. Và chiến tàu của mình vẫn đang tiếp tục di chuyển tới cái trạm thứ hai các bạn ơi. Chúng ta phải trụ đến cái trạm gọi là cái trạm mà có cái tuyết đó các bạn ơi. Rồi cố lên, bây giờ tiêu diệt tụi bay nè, tụi bay ngon tới đây nữa cái coi. Trời ơi, kia là cái gì đó? Nhìn nó như là con rết vậy. Ôi, đừng nói đó là con chuột nha. Ôi, nó đang lăn lăn đi tới kìa mọi người. Ôi, sợ nó đi mọi người. Ôi, nó đang lắc qua lắc lại né những cái kiểu của mình kìa. Không được rồi, mình phải sử dụng cái bom này là bom dây bom keo á. Mày nè con, mày nè cha. Ui, nó sắp đi nè. Những cái cây keo để chặn nó lại kìa. À, sao hả con, sao con? Bắn mày tiếp. Ui, nó núp vô rừng rồi, mọi người cẩn thận nha. Có khi là nó đi xung quanh cái rừng đó, mọi người nhìn xung quanh nha mọi người. Đâu rồi? Ok, tao dịch có đâu. Nó trốn qua đâu rồi các bạn, không thấy nó đâu hết trong mấy cái khu rừng này. Ôi, đằng trước kìa. Vậy bây giờ chúng ta tới cái trạm thứ hai thế nào mọi người ơi? Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha, có khi nó xuất hiện xung quanh á. Ây da. Ôi xin lỗi, ta lỡ tay, súng gì mà mới lạ quá. Trời ơi, cái ông này thiệt chứ. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta tới cái trạm tiếp theo thế nào mọi người? Được rồi, chúng ta tới cái trạm thứ hai rồi đó mọi người ơi. Xuống đi. Ở trạm thứ hai thôi sao? Vì chừng nào chúng ta mới tới được trạm băng tuyết đây? Trạm băng tuyết hả? Để tôi hỏi cái chú ơi, chừng nào tụi con mới tới được cái trạm mà có cái khu băng tuyết vậy? Phải tới trạm thứ tư thì con mới tới được khu băng tuyết lớn. Hả? Trạm thứ tư á? Đây mới trạm thứ hai thôi. Vậy chúng ta còn hai trạm nữa mọi người ơi. Cứ bình tĩnh. Vậy hả? Vậy may quá, chúng ta còn phải chuẩn bị vũ khí thôi. Đúng rồi á. Được rồi, để bây giờ xem qua chú này có bán gì. Ủa, các bạn có xem nè. Chùy khổng lồ nè. Ủa, chùy khổng lồ là cái gì đây? Ủa, cái gì? Bơm bay nè, với lại cái gì này? Còn có gì nữa? Ủa, có hai này thôi hả? Ủa, bên đây còn bán gì nữa nè? Súng tự động hay sao đó? Đâu. Ui. Súng tự động nè các bạn ơi. Ở dưới lại là mấy cái gai đây nè. Ủa, lại mấy cái gai đây nè. Vậy là chúng ta cũng khá ok nè. Chạy con đâu. Đông kia lại nào. Ôi, nó phá rồi kìa. Chạy đi nào. Ui, may mắn quá chúng ta. Ủa, đi kịp mọi người rồi. Để coi cậu xin Sonic còn dám tới đây không hả? Đúng rồi, tụi ngay ngon thì tới đây coi. Ngon thì bước tới đây nè. Ui, mọi người, hình như tôi thấy này đi tới nè. Đúng rồi. Ai, mày chạy nè. Được rồi, mình sẽ sử dụng cái chuyện này sử dụng lên nè. Hãy chạy. Đúng rồi. Một cái chuyện khổng lồ nó rớt xuống luôn kìa các bạn ơi. Từ từ, để tôi thử coi. Quăng từ xa nè. Boom. Thôi các bạn xem. Ủa, cái chuyện này. Tôi quăng cái này nó sẽ đập xuống nè. Đập cái chuyện xuống nè. Hãy cha. Ui, giống như một con ở xa kìa. Bây giờ tôi thử coi. À đây một con nè. Hãy cha. Ủa, lộn cái rồi. Trời ơi, là chặt cái này nè. Boom. Quay quăng một cái là nó xỉu luôn các bạn. Còn con đằng xa kìa. Mày. Boom. Quấn mày nè. Rồi, tới đây. Ủa, đúng là cái chi nó xịn đi chứ. Trời, đúng là đỉnh thiệt chứ các. Ủa, bạn ơi. Còn cái bơm bay này làm được cái gì đây? Ủa, là cái này à? Ở đâu không? Quăng vô đó. Ê cha. Wow. Nó phải thắng là chơi luôn các bạn. Và bây giờ nó đốt xuống là bạch nè. Bye bye
luôn. Ui, tính ra bom bay nó cũng mạnh đó nha Theo ơi. Tôi nghĩ là chúng ta ông sử dụng bom bay này, còn tôi sử dụng cái chùy này. Mày nè con cha, mày nè. Ôi nó tới rồi, nó tới kìa. Mà tôi biết rằng mấy cái gai nó có tác dụng ta để tôi đặt cái hở này, đặt hết mấy cái gai luôn nè, đặt xuống này. Ô, nó có dính cái mấy cái gai này có tác dụng nha các bạn. Đặt cái này mà mấy cái con này nó bước tới một cái là nó sẽ bị mấy cái gai đâm vô liền nè. Được rồi, quá là hay luôn. Còn cái súng này, cái súng gì mà nhìn lạ quá vậy? Ủa, cái súng này, ôi trời, cái súng gì mà nhìn nó lạ quá vậy? Nhìn nó như một con cún vậy các bạn. Nhưng mà nó trên cái mũi nó là một cái cây súng luôn kìa. Ghê trời, tôi không biết nó lạ đến cái gì đâu. Ôi ơi, hả? Nhìn kìa. Nhìn kìa, tôi thấy đằng kia có gì. Ôi, cái con gì em quay. Nó là một cái con rắn xịn xò. Nó đâu, nhìn nó ghê quá vậy. Ai mày tránh nè, tao cho mày bay lên trời nè con. Giỡn mặt á, mày rớt xuống rồi, mày nè, ôi, nó giỡn con sống kìa mọi người. Mày cho bắn nó đi, bắn nó đi. Cái súng nó đang chịu hồi những cái viên đạn để xử cái con sói nó này nè. Mày bước đây, mày bước ở đây, mày đứng ở đây, mày bước ở đây. Mày nè con, mày tao xử mày nè. Bom. Được rồi, mình sẽ cho nó gọi là đẩy lùi nó lại các bạn. Đẩy lùi mày lại nè và sau đó, ui, những cái viên đạn của cây súng này nó xuất hiện ra và sau đó nó sẽ tấn công nè. Mày. Và bây giờ mình sẽ quăng cây chùy nè. Mày nè con. Ơi nó lại tới kìa. Mày nè, tao sẽ quăng cho. Và bây giờ mình sẽ chịu hồi ra những cái gai này. Và bây giờ nó sẽ đâm mày liên tục với cái con này. Hãy cha, nhưng mà đổi lại thì cái tạo của mình bị nát đi một phần rồi. Trời ơi, đúng là căng thẳng quá đi, càng ngày tụi nó càng mạnh các bạn. Nó chịu hồi đó những cái con quái vật gì dị hợm thiệt chứ. Thôi được rồi, chúng ta đến trạm tiếp theo nào mọi người. Let's go. Thôi xuống rồi các để bạn tôi, ơi. Tôi tìm cách vá lại cái tàu cho. Cậu đi mua vũ khí đi. Được rồi, để tôi cho. Trời ơi, cái tàu của mình nó nát quá trời luôn rồi. Thôi được rồi, để tôi xem vũ khí ông này sẽ bán tiếp theo là cái gì đây. Đâu, để xem cái coi. Ủa, cái gì đây? Pháo 500 mà cái gì? Ủa, khổng lồ á. Ui, những cái vũ khí gì mà nghe lạ quá trời. Ui, cái vũ khí này nhìn ghê á, có điện giật rồi á, pháo rồi đồ nhìn ghê quá vậy. Cái này cái búa khổng lồ tôi không biết làm được cái gì. Hãy cha. Ui, trời ơi, một cái búa khổng lồ nó đấm xuống kia ghê gì. Ui, nếu vậy thì bên đây là có cái gì đây các bạn? Ui, cái gì? Hồi máu á. Wow! Vậy là chúng ta sẽ được cái máy hồi máu này sẽ hồi máu cho mình rồi các bạn ơi. Nếu mà mình có gặp nguy hiểm hay sao đó. Thôi tôi nghĩ vậy là hợp lý rồi đó các bạn ơi. Tôi phá tạm rồi nè, lên đi. Ui các bạn ơi. Ui, Theo đã phá tạm rồi các bạn ơi. Mặc dù nó không có gọi là bền như hồi nãy nữa nhưng mà vậy là cũng được rồi, cũng đỡ các bạn ơi. Chúng ta khởi động tàu đến đến trạm thứ tư thế nào. Let's go. Vũ khí chuẩn bị đầy đủ rồi nè. Ô, gì đây? Chúng ta đã tới khu tuyết rồi. Nhưng mà hình như vẫn chưa đủ. Đây không phải nơi của Sonic. Chúng ta phải tiến vô sâu chút nữa. Chúng ta phải đi tới cái trạm thứ tư thì chúng ta mới tới được chỗ của Sonic các bạn ơi. Nha mọi người, phải thật cẩn thận đấy. Ôi, nó tới kìa. Được okay. Rồi, để lúc bây sử dụng khẩu pháo đi nè con. Ui, đây là hình như là khẩu pháo 500 đúng không? Đâu, không phải 500 rồi. Nó đâu. Thử coi, tôi không biết cái này làm được cái gì nữa các bạn ơi. Đâu rồi, tụi bay đâu. Xuất hiện cái coi, thấy ít quá vậy, ít quá. Ui, hình như là kia rồi kìa các bạn. Được rồi, tôi sẽ sử dụng nè. Hãy cha. Wow! Nó sẽ hút những cái con đó lại các bạn. Hay gì trời, hay á. Hay á, được rồi. Bây giờ mọi người hãy nhìn xung quanh nha, còn tôi thì tấn công ở đằng sau lưng đó nha mọi người. Được rồi nè, bây giờ tôi sẽ khẩu pháo để đẩy lùi tụi bay lại nè. Ngồi thì tới đây, tao sẽ sử dụng cái búa gõ cái đầu mày. Hay cha! Gõ cái đầu nè, giỡn mặt á. Ui đúng là đỉnh cao thiệt chứ. Ui, tôi nghe tiếng đập bên nào vậy trời, hình như bên này hả? Được rồi các bạn, bây giờ tôi căng bắn tụi mày tiếp nè đó. Đẩy lùi tụi mày nè. Bây giờ quăng cái búa nè, gõ vô cái đầu. Ôi trời, đúng là cái vũ khí này nó đỉnh rồi đó các bạn, siêu đỉnh luôn. Tụi mày ngon tới đây chết rồi. Trời ơi, có sao không vậy? Bị cắn được kìa. Sử đi sao đó. Mày nó còn. Ôi được chưa vậy? Ôi trời ơi, cảm ơn hai người nha. Trời ơi, mày có tôi đó trời ơi, mày có tôi Shadow ngăn kịp rồi. Ui, tụi nó còn tới đâu nè. Ui, tụi nó đây tới đây kìa mọi người, bây giờ xử hết tụi nó này. Mày tới đây, tao sẽ chịu hồi ra cái bom bay này cho tụi mày bay lên luôn rồi con. Dám mà. Bèo, mày nè. Được rồi, còn nào dám tới bén mảng tới đây đâu. Ui, con gì vậy? Mày tránh ra coi cái con này. Phải cho sử dụng đủ loại chiêu thức này. Cha mày à. Ôi cứu chúng tôi tiêu diệt được nó rồi. Trời đúng là tụi này nó kinh dị quá à.
tụi nó phải dí băng đường. Và cái này của mình nó bị gọi là nó phá hết luôn rồi. Ê con tàu như vậy liệu chúng ta di chuyển được tiếp không vậy Huy ơi? Tôi cũng không biết nữa. Tôi mong là tới trạm tiếp theo chúng ta có thể gọi là tới được chỗ Sonic. Thôi được rồi, tới trạm tiếp theo rồi nè mọi người. Chúng ta phải tới chỗ của Sonic luôn đó. Ok ok, được rồi, để tôi lấy một xíu vũ khí nè. Được rồi, để mình xem qua. Ok, vòng tròn bảo vệ là cái gì đây? Tôi cũng không biết nữa các bạn, cái này là lạ quá gì. Ôi trời, cái nào không biết làm được cái gì. Ôi trời ơi. Tại chúng ta nổ rồi, sao chúng ta đi tiếp đó? Chết rồi, cái con quỷ này nó tới luôn rồi. Quỷ ơi, mình đi tiếp tục đi, để tôi chặn hắn lại cho. Được rồi, để tôi cố gắng. Được rồi, bây giờ tôi phải đi tìm nhanh nhất có thể. Không thôi là mọi người sẽ lại một lần nữa bị cái tên nó tấn công và tiêu diệt băng. Đừng nói là không ổn rồi, teo nó bi rồi. Cái gì đây? Ôi không,